Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Phong Thủy Lộc Tài. Đây là kênh thông tin của Thầy Gia Cát chuyên chia sẻ những nội dung hữu ích về tử vi phong thủy được tư vấn bởi Thầy Gia Cát. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn một phương pháp chọn ngày tốt trong tháng riêng âm lịch. Hôm nay xin mời quý vị hãy cùng tôi đi tìm những ngày tốt trong tháng riêng âm lịch. Để chọn được ngày tốt trong tháng riêng âm lịch năm 2021 Tân Sửu thì chúng ta cần sử dụng những tài liệu sau. 1. Lịch vạn sự. 2. Đồng công. 3. Ngọc hạp thông thư. 4. Là lịch vạn niên. Từ những tài liệu đó thì chúng ta sẽ tìm được những ngày chuẩn và loại đi những ngày xấu để chúng ta có thể sử dụng vào tất cả mọi việc trong tháng riêng âm lịch được hanh thông thuận lợi như việc động thổ làm nhà, cưới hỏi, khai trương, nhập trạch, bốc bát hương hoặc là đi khấn lễ cầu tự cầu tài vân vân thì đầu tiên để lựa chọn được những ngày tốt thì chúng ta sẽ phải loại đi những ngày xấu thì trong bảng này chúng tôi đã lựa chọn cho quý vị và các bạn những ngày tốt và những ngày xấu trong tháng Tư âm lịch. Bây giờ chúng ta hãy cùng vào phân tích cái bảng lựa chọn ngày tốt ngày xấu này. Tháng riêng âm lịch năm Tân Sửu là tháng canh dần. Kiến tệ dần. Tháng riêng là tháng thiếu. Ngày mùng 1 tháng riêng âm lịch bắt đầu từ ngày 12 tháng 2 dương lịch tức là ngày Tân Mão. Trong tháng riêng âm lịch thì chúng ta có những ngày xấu cần tránh như sau. Đầu tiên là ngày tam nương, ngày tam nương gồm có ngày mùng 3, mùng 7, 13, 18, 22 và ngày 27. Thì ngày từ 23 à ngày độ đậu... Thì ngày tam nương đầu tiên là ngày mùng 3. Ngày mùng 3 thì là ngày quý mùi à quý tỵ. Ngày mùng 3 là ngày quý tỵ là ngày tam nương ta bỏ không dùng. Ngày mùng 7 là ngày đinh dậu xấu bỏ không dùng ngày 13 là ngày quý mão xấu không dùng tiếp theo là ngày 18 là ngày mậu thân tiếp đến là ngày tiếp đến là ngày 22 là ngày nhâm tý bỏ không dùng và ngày và ngày cuối cùng của ngày Tam Nương thì sẽ là ngày 27, 27 là ngày đinh tị xấu chúng ta cũng loại bỏ, không dùng. Ngày xấu thứ hai là ngày con nước. Ngày con nước trong tháng 1 âm lịch sẽ bao gồm các ngày mùng 5 và ngày 19. Thì ngày mùng 5 là ngày ất mùi là ngày con nước chúng ta bỏ, không dùng. Ngày 19 là ngày kỳ dậu chúng ta cũng không dùng tiếp đến là ngày dương công kỵ thì dương công kỵ như đã xét ở trên ngày là ngày 19 thì ngày 19 ngày kỳ dậu cũng là ngày con nước thì cái ngày này vừa là ngày con nước vừa là ngày công dương công kỵ đâm ra chúng ta bỏ là ngày xấu không dùng ngày sát chủ của tháng riêng âm lịch là ngày tỵ vị chi còn lại ngày ất tỵ chúng ta bỏ không dùng. Ngày mùng 3 quý tỵ và ngày 27 là ngày tam lương chúng ta đã loại bỏ từ trước. Ngày thụ tử là ngày tuất. Vì vậy những ngày tuất trong tháng riêng chúng ta không sử dụng. Vì tháng riêng là tháng canh dần nên những ngày thân những ngày thân là những ngày nguyệt phá. Ngày nguyệt phá là ngày thân bao gồm một ngày bính thân bao gồm những ngày bính thân và ngày mậu thân ngày mậu thân thì cũng đã chúng ta đã bỏ do bị phạm vào ngày tam lương, còn lại ngày bính thân ta bỏ nốt tiếp theo là ngày thiên địa chuyển sát ngày thiên địa chuyển sát trong tháng riêng là ngày tân mão và ngày ất mão ngày tân mão là ngày mùng 1 thiên địa chuyển sát chúng ta gạch là ngày xấu Ngày Ất Mão cũng là ngày thiên địa chuyển sát Ngày thiên địa chuyển sát ấy, thì chú, chú về bất nghĩa Là ngày xấu thì không nên dùng Vừa rồi tôi đã chia sẻ cùng quý vị và các bạn Những ngày xấu trong tháng riêng âm lịch Quý vị tránh được những ngày này thì cũng đã là tốt Đã là rất tốt Không không dùng những ngày này thì đã cũng là cát rồi Nhưng để tốt hơn chúng ta hãy cùng xét tiếp tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng đồng công để chúng ta xét chọn ra những ngày tốt nhất trong tháng riêng âm lịch tháng riêng gồm hai tiết là lập xuân và vũ thủy trước lập xuân một ngày là tứ tuyệt sau lập xuân tam sát tại ba phương hợi tý sửu ba phương này thì kỵ tu tạo và động thổ tháng riêng là tháng dần nên khởi trực tại ngày dần thì ngày dần thì phạm vãng vong kỵ việc khởi tạo kết hôn nạp lễ gia chủ mà phạm vào ngày này gia chủ phạm ngày này thì nhất là gia trưởng bệnh rước họa cửu quan trong vòng 60 đến 120 ngày tổn hại trẻ con trên một năm thấy trùng tang trăm việc đều xấu không nên dùng ngày dần trong tháng riêng chúng ta loại bỏ về ngày mão ngày mão thì gồm ngày tân mão vận mão ngày mão bao gồm ngày tân mão mùng 1 và ngày ất mão ngày 25 thì phạm vào ngày thiên địa chuyển sát chúng ta lại bỏ rồi nhưng bây giờ chúng ta chúng ta hãy xét qua đồng công xem có dùng được không thì đồng công cũng nói là ngày mão trực trừ chẳng hợp cho việc khởi tạo hôn nhân Phạm vào thì trong vòng 60 ngày tổn gia trưởng Dước lấy họa nhà quan 3 đến 5 năm đều thấy hung dần đến Anh em thì bất nghĩa Người nghiệp thì phân tán Thường gặp người ác Sinh ly tử biệt Vị chi ngày mão trong tháng riêng cũng là những ngày rất xấu Thật cần phải loại bỏ Tiếp đến chúng ta cùng xét đến những ngày thìn Ngày thìn trong tháng riêng âm lịch thì sẽ bao gồm 3 ngày Ngày nhâm thìn là ngày mùng 2 Nhâm thìn ngũ hành thuộc thủy Tiếp theo là ngày giáp thìn Ngày 14 ngũ hành thuộc hỏa Ngày bính thìn Ngày 26 ngũ hành thuộc thổ Thì Đồng Công có nói Ngày thìn trực mãn Gặp sao thiên phú Nhưng lại có thiên tặc làm thiên la Lại nói rằng giáp thìn Tức là giáp thìn Tức là ngày 14 này này ngày 14 giáp thìn này tuy có khí lực nhưng cùng với ngày mậu thìn ngày mậu thìn trong tháng 2 à trong tháng riêng âm lịch này không có ngày giáp giáp thìn này thì bị sát tập nhập trung cung sát tập nhập trung cung trong việc sử dụng đèo hung chủ khởi đầu đã chết người thối tài là ngày đại hung vị chi ngày thìn 14 giáp thìn chúng ta bỏ và Đồng Công cũng có nói là các ngày thìn khác tức là ngày nhâm thìn ngày mùng 2 và ngày bính thìn ngày 26 đều là ngày xấu dùng thì cũng chẳng lành vì vậy những ngày thìn trong tháng 2 chúng ta cũng loại bỏ trong tháng riêng âm lịch xin lỗi quý vị những ngày thìn trong tháng riêng âm lịch chúng ta cũng loại bỏ không dùng tiếp theo chúng ta xét đến ngày tỵ thì ngày tỵ trong tháng riêng thì lúc đầu chúng ta đã loại bỏ vì đó là ngày sát chủ và Đồng Công cũng có nói Thì ngày tỵ là trực bình Gồm có tiểu hồng sa Lại có chu tước câu giảo Lại có chu tước câu giảo đến châu tinh Phạm vào thì rước họa kiện cáo Tổn gia trưởng Con gái Vợ Trong 3 đến 5 năm bất lợi liên tiếp Phá tài đại hung ruộng tầm chẳng thu hoạch Sản ách Tự bị kẻ khác lấn chiếm. vì vậy nên ngày tị là những ngày không tốt và lại còn phạm phải sát chủ nữa. ngày tị chúng ta đã bỏ qua. tiếp đến là ngày ngọ. ngày ngọ là trực định. ngày ngọ thì bị huỳnh sa nhưng nhờ có huỳnh la tử đàn thiên hoàng địa hoàng kim ngân khổ lâu điền đàng điền đàng nguyệt tài khố chữ các sao lành cùng chiếu vào nên là rất hợp khởi tạo an táng di rời khai trương xuất hành hôn nhân trong vòng 60 đến 120 ngày thì có của hoạch tài về ruộng vườn sản nghiệp hoặc nhân có người giúp đỡ mà làm nên nhà cửa làm lớn thì phát lớn làm nhỏ thì phát nhỏ chủ ruộng tầm chú mùa vàng bạc đầy kho vì vậy ngày ngọ là ngày đại cát thì tôi đã ghi xuống dưới đây tôi đã ghi xuống ở dưới ngày đại cát bao gồm 4 ngày là ngày mùng 4 bính ngọ giáp ngọ ngày 16 bính ngọ và ngày 28 mậu ngọ là ngày đại cát vì vậy quý vị nếu Sử dụng ngày này thì rất là tốt như tôi vừa trình bày ở trên. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần những tránh những cái tuổi trực xung với ngày. Ví dụ như ngày ngọ thì gặp tí là nguyệt phá. Thì những người tuổi tí không nên sử dụng ngày ngọ này. Có thể lựa chọn những ngày khác tốt hơn. Quý vị hãy cùng chúng tôi phân tích tiếp đến ngày mùi. Trong tháng riêng âm lịch thì ngày mùi sẽ có 3 ngày. Ngày mùng 5 là ngày ất mùi. Ngày 17 đinh mùi và ngày 29 là ngày kỷ mùi. Ngày mùng 5 thì đã như lúc đầu chúng ta đã xét là ngày con nước chúng ta đã loại từ đầu. Chúng ta xét đến ngày, chúng ta cùng xét đến ngày, chúng ta cùng xét đến ngày, xét đến ngày 17 đinh mùi và ngày 29 quý mùi. Ngày mùi thì theo đồng công nói thì gặp sao thiên tặc lại có chu tước câu giảng sử dụng trong vòng 60 đến 120 ngày sẽ tổn lục xúc thương lụy châu ngựa thành ác tật ngày ất mùi thì lại có sát tật nhập trung cung kỵ việc khởi tạo nhập trạch hôn nhân khai trương chung quy lại thì các ngày mùi trong tháng riêng là những ngày xấu chúng ta không sử dụng vào việc gì tiếp đến Tiếp đến là ngày thân Thì lúc đầu chúng ta đã loại bỏ ngày thân do là ngày nguyệt phá Theo Đồng Công cũng có nói Ngày thân là trực phá Có chu tước, câu giảo, họa, quan tư, khẩu thiệt, thối tài Khiến quả phụ làm việc xấu xa Ngày canh thân lại là ngày chính tứ phế Nhưng trong tháng riêng là không có ngày canh thân Vị chi chung quy lại Thông thư nói Ngày canh thân là ngày nguyệt phá xấu Chúng ta lại bỏ Đồng công cũng có nói Ngày thân là ngày xấu Vì vậy tất cả những ngày thân trong tháng riêng Chúng ta không nên sử dụng Nếu quý vị mà sử dụng Thì cũng phải lựa chọn được những giờ cát Đại cát Để cho công việc nó được hanh thông thuận lợi Ngày dậu Thì từ đầu chúng ta đã xét Là ngày xấu Do ngày mùng 7 Do ngày mùng 7 đinh dậu à, ngày mùng 7 Đinh Dậu là ngày phạm vào ngày Tam Nương chúng ta loại bỏ từ đầu tiếp theo là ngày Kỷ Dậu là ngày Dương Công Kỵ chúng ta cũng đã loại bỏ tuy nhiên theo Đồng Công có nói này, ngày Dậu trực nguy còn ngày mùng 7 Đinh Dậu thì có sao Thiên Đức có phúc tinh che chiếu nên hợp với việc hợp với việc này an táng này cầu phúc hoàn nguyện xuất hành khai trương tham quan làm những việc này thì đều tốt nhưng nhưng ngày đinh dậu này thì cũng không hợp với những việc khởi tạo hôn nhân giá thú quý vị quý vị lưu ý này ngày dậu có ngày đinh dậu này thì phù hợp với những việc an táng cầu phúc hoàn nguyện xuất hành khai trương tham quan nếu dùng vào những việc này thì được tốt đấy nhưng ngày dậu mịch ngày mùng 7 ngày mùng 7 là ngày tam nương chủ về sự bại vong đâm ra là nếu mà quý vị dùng chỉ dùng được những việc đó đây tôi ghi vào đây 7 đinh dậu này còn ngày kỷ dậu là ngày xấu chúng ta loại bỏ theo đồng công nói ngoài ngày đinh dậu mùng 7 ra thì các ngày dậu khác trong tháng riêng đều là ngày xấu không sử dụng tiếp đến là ngày tuất ngày tuất ý, thì đã là ngày thụ tử ngày thụ tử này ngày tuất là ngày thụ tử bao gồm có hai ngày mùng 8 là ngày mậu tuất ngày thứ hai là ngày canh tuất là ngày 20 thì theo đồng công có nói ngày bính tuất ngày mậu tuất bính tuất không có để ngày mậu tuất là ngày mùng 8 và ngày canh tuất nhâm tuất đều bị sắp tập nhập trung cung phạm vào thì trước tiên là có việc sát nhân anh em đều bất nghĩa tử biệt sinh ly lại còn kỵ hôn nhân nhập trạch sửa chữa đồng công nói vậy vì vậy ngày tuất là ngày xấu chúng ta bỏ luôn không dùng tiếp đến là ngày hợi ngày hợi thì có hai ngày là ngày kỷ hợi nạp âm là bình địa mộc và ngày tân hợi là ngũ hành thuộc kim là ngày 21 Đấy, theo Đồng Công có nói, ngày hợi thì có câu giảo, chẳng hợp mọi việc, phạm vào thì tổn gia trưởng, hại con cháu. 60 đến 120 ngày, chủ về phương Nam có kẻ bạch y phạm, hình hại nam nữ, nhiều tai ương rất là hung, tức là ngày hợi thì rất là xấu. Duy chỉ có ngày, duy chỉ có ngày tân hợi, uh, tân hợi Địa chi cùng Nguyệt Kiên là âm dương hòa hợp nên được thứ cát, tức là ngày Tân Hợi này, này dùng sẽ được thứ cát. Vị chi trong các ngày vị chi là trong các ngày hợi, chỉ có ngày Tân Hợi dùng được, còn ngày Kỷ Hợi mùng 9 ta loại bỏ. Tiếp đến là ngày tí Ngày tí trong tháng riêng có 2 ngày Mùng 10 canh tí và 22 là ngày nhâm tí Thì Đồng Công có nói ngày tí trực khai Ngày giáp tí thì trong tháng riêng không có này Còn ngày mậu tí, bính tí và canh tí mậu tí, bính tí và canh tí thì chỉ kết hợp được với những người mạng thủy. Lưu ý là chỉ kết hợp dùng với những người mệnh thủy. Người mệnh thủy, người mệnh thủy thì sẽ dùng được ngày này. Nếu mà những người mệnh thủy mà dùng vào ngày mùng 10, ngày canh tí thì được đại cát. Chỉ đại cát với những người mệnh thủy nhé, quý vị lưu ý. Vì trong ngày canh tí này này Có Huỳnh La, Thử Tử Đàn, Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Kim Ngân, Bửu Tàng, Tài Khố, Chữ Liên Châu Chúng kiết tinh cùng chiếu Trong 60 đến 120 ngày được đại tài Có quý nhân giúp đỡ Được chức, được chức lộc mưu sự đại khát Vượng lục xúc nhiều tiền của Rất kỵ với an táng Tức là cái ngày này này ngày canh tí này này thì kỵ an táng kỵ không làm ngày nhâm tí là ngày 22 ngày nhâm tí ngày hai ngày hai nhâm tí thì đồng công có nói là ngày mộc đả bửu bình cùng phương bắc gọi là mộc dục địa chi thì không hợp với việc khởi tạo hôn nhân, nhập trạch, khai trương. Hơn nữa, ngày nhâm tý ngày 22, nhâm tý thì lại bị phạm vào ngày tam nương, nên xấu. Đồng công nói là xấu, thông thư cũng bảo xấu thì ta bỏ không dùng. Chỉ chi ngày tí chúng ta sử dụng được ngày mùng 10, canh tý và hợp với mệnh thủy. Và trong ngày này chúng ta kỵ vấn đề an táng. ngày cuối cùng chúng ta xét đến trong tháng riêng âm lịch là ngày xỉu. Ngày xỉu thì sẽ có hai ngày tân xỉu ngũ hành thuộc thổ và ngày quý xỉu ngũ hành thuộc mộc. thì theo đồng công có nói ngày xỉu là những ngày chẳng lợi về hôn nhân khởi tạo, ngừa rắn cọp làm hại phòng lừa ngựa đá nhằm gây thành ác tật không nên dùng. Đấy Thế vị chi ngày xỉu cũng là ngày xấu Chúng ta bỏ qua không dùng Trong tháng riêng âm lịch Như vậy Vừa rồi tôi đã phân tích cho quý vị và các bạn Những ngày tốt trong tháng riêng âm lịch Thì sẽ bao gồm các ngày Đầu tiên là ngày mùng 4 Ngày giáp ngọ Thứ hai Ngày 16 bính ngọ Thứ ba Ngày 28 mộ ngọ Thứ tư Ngày 21 tân hợi Tân Hợi là ngày thứ khác Ngày thứ năm là ngày canh tí. Ngày canh tí chúng ta dùng thì kỵ việc an táng không dùng. Quý vị có thể là chụp lại màn hình, dừng lại màn hình trên tivi hoặc máy tính, dừng lại và chụp lại để chúng ta sử dụng những ngày này. Ngoài ra còn có ngày đinh dậu. Thì ngày đinh dậu ấy, ngày đinh dậu chỉ hợp với việc an táng cầu phúc Hoàn nguyện, xuất hành, khai trương và tham quan. Còn kỵ những việc của ngày đinh dậu ấy, thì kỵ những việc là gì? Khởi tạo, hôn nhân, giá thú. Kỵ ba việc, kỵ ba việc khởi tạo, hôn nhân và giá thú. Như vậy là tôi vừa phân tích cho quý vị và các bạn về những ngày tốt trong tháng riêng âm lịch. Theo bảng phân tích này. Quý vị có thể chụp lại hoặc dừng màn hình ghi lại để sử dụng cho mình những ngày tốt. Quý vị cần tư vấn thêm thì hãy gọi điện trực tiếp đến số hotline của chương trình. Thầy Gia Cát cùng đội ngũ tư vấn sẽ tư vấn tận tình cho quý vị. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.